Thưa quý vị, bình quân giai đoạn 2021-2022, tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh đạt khá cao ở mức 2,46% một năm. Cơ cấu cây trồng vật nuôi đã có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt, tiềm năng và lợi thế từng dùng. Cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành với sản lượng trung bình 2,89 triệu tấn một năm. Tỷ trọng lúa chất lượng cao ngày càng tăng, chiếm hơn 60%. Tổng sản lượng lúa, tỷ trọng này tăng 10% so với năm 2020. Sản xuất ngày càng đi vào chiều sâu về hiệu quả chất lượng, hình thành các dùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung như dùng lúa nếp, châu thành, thủ thừa, dùng rau thực phẩm cần nước cần dù dùng chanh bến lức nước quỵ, dùng thanh long châu thành dùng chăn nuôi da cầm tân trụ châu thành cần nước cần dù dùng chăn nuôi heo châu thành tân trụ bến lức dùng chăn nuôi bò sữa nước qua châu thành nuôi thủy sản dùng hạ ngoài ra tỉnh quan tâm xây dựng cánh đồng lớn liên kết bốn nhà ở các vùng sản xuất hàng hóa có thị trường tiêu thụ ổn định nhiều sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt diệt gáp Đến nay, toàn tỉnh có 28 chuỗi sao thanh long, chanh, gạo, thịt gà, thịt heo, thủy sản tiêu thụ chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh do hơn 2.000 hectare dùng nguyên liệu được chứng nhận diệt gáp nông nghiệp hữu cơ.